Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Đẹp Vlog của mình. Chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các vấn đề xoay quanh về việc có nên kẹo lông mặt hay không. Kẹo lông mặt là một phương pháp làm đẹp phổ biến của phần lớn chị em phụ nữ. Có một số người có thói quen và chúng ta sẽ kẹo lông mặt trước khi trang điểm. Vậy thì có nên kẹo lông mặt hay không? Và kẹo lông mặt thì có những lợi và hại như thế nào? Thì trong video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể để các bạn tham khảo thêm nhé. Mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần 1 mình sẽ chia sẻ kẹo lông mặt là gì, và phần thứ hai mình sẽ chia sẻ vào việc có nên kẹo lông mặt hay không. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu kẹo lông mặt là gì nhé. Kẹo lông mặt là chúng ta sẽ sử dụng một cái dụng cụ để kẹo lông như là dao lam, dao kẹo hoặc là dao mổ ở trong y học các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm dao kẹo này để chúng ta sẽ lấy đi cái lớp lông ở trên bề mặt da. Vậy chúng ta có nên kẹo lông mặt hay không? Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu những mặt lợi và hại của việc kẹo lông mặt nhé. Trong khi kẹo lông mặt thì lưỡi dao sẽ lấy đi cái lớp lông ở trên bề mặt da, giúp cho chúng ta có cảm giác như da của chúng ta sạch sẽ hơn và sáng hơn. Đồng thời khi kẹo lông mặt thì nó cũng sẽ quấn đi những cái tế bào chết, tế bào sừng ở trên bề mặt da, giúp da của chúng ta mịn hơn và sáng hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó, kẹo lông mặt cũng có tiềm ẩn một số nguy cơ như sau. Khi kẹo lông mặt thì lưỡi dao sẽ ma sát ở trên bề mặt da và nó sẽ tạo lên những cái vết thương nhỏ li ti ở trên bề mặt da. Do đó khi kẹo lông mặt xong thì chúng ta cần phải chăm sóc da kỹ, tránh để da tiếp xúc với môi trường ô nhiễm khói bụi để hạn chế vi khuẩn, bụi bẩn dính ở trên da có thể gây nên tình trạng là nhiễm khuẩn cho da, sinh ra mụn. Ngoài ra khi kẹo lông mặt, nếu chúng ta không cẩn thận có thể gây lên chảy xước da, có thể gây nên chảy máu và nhiễm trùng da. Đối với những làn da nhạy cảm, khi kẹo lông mặt rất dễ xảy ra tình trạng kích ứng, mẩn đỏ và ngứa rát. Ngoài ra đối với những trường hợp bị mụn viêm nhiễm thì chúng ta không nên kẹo lông mặt, vì khi kẹo lông mặt thì sẽ làm cho những cái nốt mụn này bị vỡ ra và vô tình làm cho vi khuẩn phát tán trên bề mặt da và làm cho tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra khi kẹo lông mặt thì lưỡi dao sẽ ma sát ở trên bề mặt da và nó sẽ làm đứt ngang thân lông, nó không thể nào lấy được tận gốc nang lông. Do đó khi lông bị đứt ngang thân thì nó sẽ nhanh chóng mọc dài hơn và cứng hơn. Chính vì vậy mà khi chúng ta kẹo lông trong một thời gian ngắn thì lông của chúng ta cũng nhanh chóng dài ra lại các bạn. Và một khi chúng ta đã kẹo lông rồi thì chúng ta cứ phải kẹo hoài luôn các bạn. Khi kẹo lông trong một thời gian ngắn thì lông vẫn tiếp tục mọc lên. Và nếu chúng ta đã quen với việc kẹo lông rồi mà khi mà lông mọc lên như vậy thì mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Cũng giống như việc bị mụn vậy các bạn. Nếu như da bình thường không có mụn, lâu lâu lên một vết mụn là mình cảm thấy rất là khó chịu và mình sẽ tìm cách để mà tống khứ cái nốt mụn đó đi nhanh nhất có thể. Thì việc kẹo lông cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta đã quen với thói quen này rồi, khi chúng ta đã kẹo lông quen rồi thì chúng ta cứ phải kẹo lông hoài luôn, cứ phải tiếp tục duy trì cái thói quen kẹo lông này. Và khi kẹo lông quá nhiều thì sẽ làm cho lỗ chân lông của chúng ta bị giãn nở ra và nó rất là khó để quay lại tình trạng ban đầu. Bên cạnh đó khi chúng ta kẹo lông mặt thì cái vết dao sắc nó sẽ tác động trên bề mặt da và nó sẽ làm lớp bìa bì da của chúng ta bị bào mòn đi, làm da mỏng hơn, yếu hơn, dễ bắt nắng hơn, và chính vì vậy mà nó rất là dễ khiến da của chúng ta bị sẹo nám hơn. Ngoài ra khi chúng ta kẹo lông quá nhiều, kẹo không đúng cách thì có thể xảy ra tình trạng lông nó sẽ mọc ngược vào trong lỗ chân lông, gây ra tình trạng viêm lỗ chân lông, làm mất thẩm mỹ. Như vậy theo quan điểm của mình thì em phụ nữ không nên kẹo lông mặt như các bạn. Đơn giản là vì hại nhiều hơn lợi, chúng ta chỉ làm những việc có lợi cho da của chúng ta thôi như các bạn. Vậy thì có những cách nào vừa có thể loại bỏ những cái sợi lông ở trên bề mặt da và vừa an toàn cho da hay không? Thì câu trả lời là có nhé các bạn. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp là quét lông hoặc là triệt lông. Đối với phương pháp quét lông thì nó sẽ giúp lấy tận gốc nang lông, do đó lông của chúng ta sẽ mọc lên chậm hơn và khi có mọc lại thì nó sẽ mọc thưa hơn và sợi lông sẽ mọc mạnh hơn. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp quét lông thì chúng ta nên lựa chọn một loại keo quét tốt và kỹ thuật quét lông phải đúng chuẩn để không mang lại cảm giác đau rát khi quét lông. Đối với phương pháp triệt lông thì cho đến thời điểm hiện tại thì triệt lông là phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt lông ở trên bề mặt da.
Chuyển lông giúp ức chế lông mọc trong một khoảng thời gian nhất định, do cơ thể của chúng ta là một cơ thể sống, là những tế bào sống thì nó luôn luôn hoạt động và phát triển không ngừng. Do đó, chuyển lông chỉ có thể ức chế lông của chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Và cái hiệu quả duy trì của việc chuyển lông dài hay là ngắn thì nó còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Như vậy mình đã chia sẻ quan điểm của mình về việc có nên cạo lông mặt hay không. Các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như nhấn nút quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ Điểm Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị em và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Và hẹn gặp lại.